dây chuyển ngữ tiếng miền Trung cùng với Miss Tú from Hà Tĩnh. Miss Red Hà Tĩnh. Rồi bây giờ anh nói giọng Hà Tĩnh đi, sau em sẽ dịch sang tiếng Anh. Bắt đầu nha. Con trù. Con trù. Con trâu gì? Buffalo. Mình. Mình là cái này thì nghe rồi. Làm. À, được. Căng nhờ. Su. Su cà na. Ồ, ăn nói xà lơ. Không phải su cà na đấy. Su. Su. Ừ, ví dụ như một cái giếng. Sâu. À, ừ, đúng rồi. Deep. Là gì đấy? Nọ. Nọ. Ừ. Anh thử cho nó vào một câu xem nào. Bên đi chơi nọ nắng. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. À, ok. Không. Đúng. No. Ok. Răng rứa. Răng rứa. Ừ, răng rứa. Sao thế? Ừ, đúng rồi, đúng What's rồi. Wrong? Chửi. Chửi á? Anh chửi em. Chửi. Chửi. Không phải chửi. Chổi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Broom. Đúng rồi, đúng rồi. Từ cuối nhá. Ừ. À, cái từ này rất là khó này. Đánh vào em giỏi lắm. Trục cuối. Cái này tôi chịu. Các bạn biết thì comment bên dưới nhá. Miss Hoa giao tiếp. Độc quyền phương pháp phản xạ truyền cảm hứng.